Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Thép. Và sau một thời gian chờ đợi thì hôm nay cửa hàng em chính thức lên sóng giới thiệu các bác một lô loa thương hiệu TS Audio. Phải nói rằng lô loa này đẹp xuất sắc, đẹp mỹ miều và cực kỳ là đẹp. Đấy. Hôm trước thì bên em cũng đã live stream và giới thiệu về lô loa này, một số bác đã biết và cũng rất nhiều bác đang chờ đợi cái lô hàng này bên em chính thức đăng bán. Thì hôm nay nhân dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì bên em chính thức giới thiệu với các toàn thể các bác lô TS Audio này. Đây là một dòng loa thương hiệu đến từ Anh Quốc các bác nhá, hàng thương hiệu xịn và một trong những dòng loa phải nói rằng nó đạt được cả phần nhạc và cả phần lời hiếm hoi trên thị trường. Thì về chi tiết về cái thương hiệu TS Audio này thì có lẽ cũng nhiều bác chưa biết, thì nó cũng là một cái tên nó cũng khá lạ lẫm với những người chơi âm thanh vì là cái hàng này nó ít gặp ở trên thị trường. Tuy nhiên hôm nay em sẽ giới thiệu các bác đây là một cái thương hiệu của Anh, cùng chung nhà máy với lại của DK, đó là một thương hiệu của Anh Quốc. Về dòng loa này có tên model của nó là TS10 các bác nhé, T10 và đường kính bát loa là 25 cm. Về cấu tạo của thùng loa thì bao gồm là một bát, một bát hay gọi là loa trầm, siêu trầm của nó là 25 cm hay gọi là 10 inch và một tép kèn titan. Đấy. Về loa thì thiết kế phải nói là cực kỳ là đẹp và đẹp xuất sắc luôn. Tất cả lô hàng này đều đẹp, em đây là hàng em chưa vệ sinh luôn. Đấy. Thùng loa làm bằng gỗ, ê căng bằng gỗ luôn. Đấy. Đấy. Sơn bằng sơn màu trắng sữa, sơn bóng luôn. Đấy. Toàn bộ lô hàng là rất đẹp các bác nhá. Đấy. Hôm trước thì bên em cũng đã bóc và đã coi, bác nào mà xem livestream cái hôm mà bên em bóc cái lô hàng này giờ đã thấy rồi. Loa rất là đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Cực kỳ là đẹp đấy. Về thiết kế của dòng loa này thì riêng bản thân em đánh giá loa này thiết kế về 10 điểm. Về em chưa thấy dòng loa nào mà loa nằm mà thiết kế nó nổi trội hơn dòng loa này. Đấy. Thì cái bát loa này nó nằm ở trong một cái căng của nó dập hình hình nón như thế này. Và cái tép thì nó nằm trần ra ngoài như thế này. Nó vừa có một cái điểm nhấn của nó, nhìn nó rất là điểm nhấn, tại vì là cái bát loa nó kiểu như thế này và cái tép nó lại loài như thế này, nó có một cái điểm rất nhấn và nhìn vào nó rất sang và rất đẹp. Đấy. Cái tem của thương hiệu TS thì là bằng nhôm khắc CNC. Đấy, dán ngay ở đây, cái này là nhôm khắc CNC các bác nhé. Lô hàng này thì bên em sẽ bao cho các bác là đẹp xuất sắc, đẹp như hình, phải nói là đẹp. Không có một chiếc loa nào bị sứt vỡ, không có chiếc nào bị nở nước, không có chiếc nào gọi là bị chớt gì hết. Toàn bộ lô hàng này rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp như thế này. Đấy, đây là hàng đang còn nguyên bụi nhá, em không phải là em chọn hàng vệ sinh rồi em ra quay cho các bác nhá. Đấy, đây này, đang còn nguyên, các bác thấy là bụi đấy, đây này, đây này em lau này, đấy bụi đấy. Đây là hàng cái bốc ngang nha, chưa hề vệ sinh để quay cho các bác, chứ không hề lấy hàng chọn. Và những cái hàng các bác nhận hàng được là sẽ đẹp như thế này luôn. Về công suất của loa. Đây, về công suất của loa thì con loa này nó công suất là 200W tối, 200W đến 400W. Tức là công suất làm việc của nó là 200W các bác nhá. Là một công suất khá là lớn nếu như dòng loa nằm. Các bác là biết rằng những cái dòng loa nằm của BMB nó rơi vào tầm chỉ 180W đấy ạ, mà con này là công suất nó 200W rồi. Đấy. Đây, độ nhạy 93 decibel. Đây, 93 decibel kháng trợ 8 ohm. Đấy. Đây là design UK. Đây này. Tem nó khá là bóng, chúng ta nhìn nó hơi bị gương tí. Đấy, để xe Inuka đó là thương hiệu đến từ Anh nhé, T10, mua là T10, TS Audio, T10 Professional Soccer, đây là, đấy. Đây, dạng chạm loa đây, dạng là ghim loa nhé, đấy, nhấn và ghim dây vào chứ không cần phải vặn nhé, đấy, rất chỉ là thuận tiện, lỗ thông hơi nó nằm ngay phía sau. Đấy, về nội thất của loa, đây, nội thất của loa thì phải nói rằng là xuất sắc, rất chỉ là đẹp. Về bát loa nó sở hữu là 500 kép, côn của nó là côn 51 các bác nhá, côn 51 và 500 kép. Đấy, bát rất chi là đẹp. Đấy, này mà thấy bát loa đấy, côn khá là lớn, nếu như loa nằm mà côn 51 là khá là lớn thôi nhá. Đấy. Nếu như mà trường hợp mà cái côn mà loa nằm côn mà lớn quá thì là đánh nó tiếng nó sẽ bí và độ bay tiếng nó sẽ không bằng.
Thường thường là em thấy là côn 51 này là một trong những cái côn chuẩn tiêu chuẩn của dòng loa làm như thế này. Nó vừa đạt được cái tiếng hay cần thiết, cái độ nhạy cần thiết. Đấy, đây côn của nó đây nhá. Đây, nhện của nó. Đây, nhện đang còn rất chi là mềm. Đấy, chúng ta thấy độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhé. Đây, chạm loa hình ghim như thế này. Đấy, về màng loa. Màng loa thì con này thì màng xịn rồi. Đấy, màng nhám xịn. Dâu loa đây, này, dốn loa. Đấy, toàn bộ màng như thế xịn các bác nhá. Gân loa thì lô này đang gân đang còn rất đẹp các bác ạ. Chưa cần phải thay nhá. Đây, không hề có dấu dạn gì này. Đấy. Thì những cái gân nào mà đang còn tốt như thế này thì bên em sẽ giữ lại cho các bác. Tuy nhiên là những cái gân nào kém thì bên em sẽ thay. Đấy, những gân đẹp như thế này là bên em sẽ giữ lại. Tuy nhiên là các bác lưu ý rằng là nếu như bác nào không thích gân zin thì các bác liên hệ với cửa hàng em nhé để em thay gân nhé. Đấy. Và gân này thì bên em sẽ không bảo hành. Nếu như các bác về lấy gân zin mà đánh một thời gian mà nó rách ấy, thì các bác vui lòng đem cho thợ họ dán lại họ thay gân này nhá. Gân này thì nó chỉ tốn hết còn hơn 100 ngàn một cặp thôi, cũng không đáng bao nhiêu cả. Đấy, nếu như bác nào mà thích nguyên bản thì em sẽ lấy cho cặp nguyên bản như thế này. Còn nếu như mà gân mà bác nào bảo là thôi tôi thay gân cho tôi thì cứ nói với cửa hàng em và cửa hàng em sẽ thay và sẽ tính phí cho các bác nhé. Thế thì bên em sẽ thay là 100 ngàn một cặp. Đấy, công thay đem đi thợ thay thì họ lấy 100 ngàn là bằng cái là gọi là bò là thợ thay nhiều thì bên họ lấy rẻ hơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Bác nào có nhu cầu gì thì cứ liên hệ cửa hàng em đấy. Đấy, và gần nếu như bác nào lấy gần zin, nhắc lại gần zin là sẽ không bảo hành gần nhé. Về tép thì con này là sử dụng tép kèn titan này, tép đây. Đấy. Tép titan. Thì cái tép như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là cái tiếng tép nó sẽ sáng hơn, nó mạnh hơn. Đấy, nó mạnh, nó không bị đuối tép như tép giấy. Nói chung là những cái dòng loa mà về tép kèn thì luôn luôn là sẽ đắt hơn những cái dòng loa tép giấy các bác nhé. Đấy. Đôi khi những cái loa mà có sở hữu đến 8 chiếc hoặc 9 chiếc tép giấy thì cũng không thể mà ăn lại một chiếc tép kèn như thế này. Vì công suất của cái tép giấy nó chỉ chơi vào tầm khoảng 8W, 8 đến 4W một chiếc thôi. Còn những cái tép kèn như thế này nó đạt được công suất nó tầm khoảng 60W, có khi là 80W. Đấy. Công suất nó sẽ lớn hơn và tép kèn thì tiếng của nó sẽ mạnh hơn. Hát nó sẽ hay hơn. Đặc biệt là khi hát karaoke thì các bác không bao giờ lo cái chuyện là bí lời ở đây nhé. Đấy, không phải bí lời nhé. Đấy. Về phân tần của cái dòng loa này thì đây phải nói rằng là do nó sở hữu cái tép kèn titan cho nên cái phân tần của nó thì nó cũng khá là khác biệt một chút so với những cái phân tần mà loa tép giấy chúng ta thường thấy. Nếu như cái loa tép giấy chúng ta thấy thì đa số cái phân tần của nó rất chỉ là bé và linh kiện ít, thì tuy nhiên là con này là sở hữu tép kèn thì nó sẽ có những cái con trở và những con tụ nhiều hơn, nó sẽ lớn hơn một chút. Đây, bông tiêu âm này các bác nhé, bông thủy tinh, đây, màu lông chuột. Đấy, dây điện của nó đây. Đấy, cái dây điện của nó cũng khá là to. Đấy, dây chất chỉ là chất lượng các bác nhé. Đấy, đấy, cái e căng của nó thì phía trước đây, cái e căng này. Đây, e căng này thì chúng ta chỉ việc là kéo ra thôi nhá. Kéo ra là không cần có ốc gì này. Nó có một cái dính này, dính bằng vải đấy. Dính đập vào là nó dính vào, rất chỉ là chắc. Đấy, kéo không, đấy, nó là kéo như thế này. Đấy, nó kéo ra này, đặt vào là nó dính lại. Rất chỉ là tiện khi bác tháo căng nhé. Vâng, xin vừa rồi em cũng đã giới thiệu chi tiết về cái dòng loa này. Thì bây giờ cái vấn đề mà các bác đang quan tâm có lẽ là giá. Giá của cái loa này thì bên em sẽ để cho các bác một cái giá cực kỳ là phải chăng. Một cái dòng loa đẹp mà thương hiệu tiếng hay như thế này thì bên em sẽ bán cho các bác giá chỉ là 3.500.000 đồng một cặp thôi bác nhé. Giá cực kỳ là hợp lý. Vâng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cửa hàng em và số lượng của nó cũng không có nhiều. Cho nên mà cũng bác nào mà có nhu cầu mà kết thì các bác không cần phải đắn đo đâu ạ. Vì là loa này em các bác thấy là loa thực sự là chất chứ không phải là dòng loa nó dòng loa cỏ bình thường. Thì hãy bốc máy lên gọi ngay cho cửa hàng em để chúng ta sở hữu ngay một cặp, không có là hết hàng nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.